xin kính chào quý vị và các bạn. quý vị đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. sau đây là nội dung chi tiết. nổ lớn, dung chuyển căn cứ quân sự nga, ukraine xác nhận tấn công skadovsk kherson. nổ lớn đã được báo cáo tại thành phố skadov, do nga kiểm soát ở kherson và sau đó ông petro andrioschenko, cố vấn của thị trưởng mariupol xác nhận đã có một cuộc tấn công vào một căn cứ quân sự của nga. ông andrioschenko cho biết trong một bài đăng trên kênh của mình trên ứng dụng nhắn tin telegram rằng Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 20 giờ địa phương, ngày 9 tháng 11 tại căn cứ Lotus của Nga. Cuộc tấn công nhằm vào tòa nhà của trang trại tập thể cũ thời Ukraine thuộc liên xô ở góc đường Gagarin và Potrova Street. Vụ tấn công được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng hôm 9 tháng 11. Theo lời khai của người dân địa phương, tòa nhà này nơi xảy ra hai vụ nổ mạnh vào buổi sáng là nơi đóng quân của quân đội Nga. Hiện tại không ai được phép đến địa điểm này và giao thông đã bị tắc nghẽn. Mọi thứ đều bị phong tỏa, không ai được phép đến gần. Ông Andriuschenko cố vấn của thị trưởng Maripol cho biết và nói thêm rằng chính quyền địa phương đã biết về ít nhất 15 người bị thương và 5 người Nga sẽ không bao giờ trở về nhà được nữa. Trước đó vào ngày 1 tháng 11, các báo cáo trực tuyến đã gợi ý về các cuộc tấn công có thể xảy ra vào các căn cứ của Nga nằm trên bụi đất Arabat ở Kherson. Lực lượng Nga vào thời điểm đó tuyên bố đã đánh chặn thành công tên lửa đang bay tới. Chính quyền Nga thường tuyên bố đã chặn tất cả các máy bay không người lái và tên lửa đang bay tới. Nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều máy bay trên thực tế đã tấn công các mục tiêu dự định của họ vụ nổ ở Skadovsk là vụ mới nhất trong một loạt vụ việc. Kết quả của cuộc tấn công là quân đội Ukraine tuyên bố tiêu diệt ba sĩ quan tham mưu của lực lượng dù Nga. Vào thời điểm đó, tên lửa đã tấn công trúng hai trung tâm giải trí Jenny và Blackini, Polomia ở làng Trước đó, một vụ nổ cũng được báo cáo ở thành phố ven biển Biển Đen vào ngày 17 tháng 10 và được mô tả là một cuộc tấn công vào vị trí của đoàn sĩ quan của Nga. Skadov đã bị Nga kiểm soát kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn của lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine cho biết lực lượng Nga đang tiến công thị trấn chiến lược Avdiivka từ ba phía. Họ đang dồn lực lượng dự bị, họ đã đưa khoảng 40.000 người đến đây cùng đủ loại đạn dược. Ông Kostukin nói, chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy người Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Avdiivka. Người phát ngôn còn cho biết lực lượng Nga đang điều động số lượng lớn máy bay không người lái UAV trong khi triển khai pháo binh để đảm bảo nắm rõ hệ thống phòng thủ của thị trấn. Bắt đầu từ giữa tháng 10, lực lượng Nga mở đợt tấn công lớn vào Avdiivka giao tranh dữ dội khiến thị trấn này đã trở nên tan hoang. Video từ thực địa cho thấy các tòa nhà ở đây đã thành đống đổ nát và chỉ còn lại 1.500 trong số 32.000 cư dân trước chiến sự. Tuy nhiên, tướng Alexander Tanavsky, người đứng đầu nhóm lực lượng phía nam Ukraine cho biết quân đội xung quanh Abdiivka đang kiên cường phòng thủ. Abdiivka đã trở thành biểu tượng cho sự phản kháng của Ukraine. Nơi này từng thoáng rơi vào tay phe ly khai do Nga hậu thuẫn trong năm 2014, nhưng quân đội Ukraine sau đó đã chiếm lại và củng cố hàng phòng ngự. Các quan chức địa phương cho biết phía Nga đang trì hoãn mở đợt tấn công thứ ba sau một tuần mưa lớn. Làn sóng thứ ba chưa bắt đầu nhưng họ đang chuẩn bị. Vitaly Bazrabas, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự của thị trấn Abdiivka, nói với đài truyền hình quốc gia. Hôm nay đã là ngày thứ hai thời tiết thuận lợi cho việc này. Lực lượng Ukraine coi Abdiivka là cửa ngõ cho những chiến dịch quân sự của mình trong tương lai nhằm chiếm lại lãnh thổ ở phía đông, bao gồm thị trấn lớn Donetsk, hiện do Nga nắm giữ cách đó 20 km. Các nhà phân tích Ukraine cho rằng Nga không thu được lợi thế lớn khi cố gắng tấn công ca trong trận đánh đã kéo dài và đem lại tổn thất nặng nề. Nhiệm vụ này giờ đây mang tính chất chính trị nhiều hơn nếu xét tới những tổn thất mà quân đội Nga đã phải gánh chịu ở đây. Nhà phân tích quân sự Denis Popovic nói với đài phát thanh NV, đáng tiếc nhiệm vụ này vẫn tiếp tục, sẽ có đợt tấn công thứ ba, còn có đợt thứ tư. Quân đội Ukraine đã phát động phản công vào tháng 6 ở phía Nam và phía Đông, nhưng tiến độ diễn ra chậm hơn nhiều so với chiến dịch năm ngoái. Reuters không thể xác minh thông tin chiến trường từ cả hai phía. Ukraine muốn Nga dàn mỏng quân Ở mặt trận miền Nam, lực lượng Ukraine có kế hoạch dàn mỏng quân Nga và tạo ra vấn đề tiềm tàng trong mùa đông sắp tới, thể hiện qua việc quân đội Kiev di chuyển binh sĩ với số lượng hạn chế tới bờ đông của sông Dnipro hiện do Nga kiểm soát, theo nhà phân tích an ninh quốc phòng Michael Clegg. Ukraine đã và đang củng cố khu vực bàn đạp nhỏ ở bờ đông sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson ở miền Nam trong khoảng thời gian tương đối dài vừa qua, Động thái này có mục đích giàn mỏng lực lượng Nga bằng cách đe dọa sườn của họ ở Saporizhia ở miền đông nam Ukraine, từ đó thu hút lực lượng Nga rời khỏi mũi tấn công của Ukraine cách Orykiv về phía nam. Ông Kleck giải thích, dù đã đạt một số thành công, kế hoạch này chưa đủ để tạo ra khác biệt đối với các tuyến phòng ngự của Nga về phía đông. Nhưng ông Kleck cho rằng lực lượng Ukraine có thể tạo ra nhiều vấn đề cho Nga khi mặt đất lầy lội đóng băng trong mùa đông, cho phép quân đội của Kiev đưa các đơn vị thiết giáp tới đây. Điều đó có thể trở thành một phần trong đợt tấn công mới nhằm tạo ra thế gọng kìm siết chặt lực lượng Nga giữa sông Dnipro và khu vực quanh Chokmak, thành phố tại Zaporizhia, ông Clegg nói. Ông Putin bất ngờ thăm trụ sở điều hành chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Tổng thống Vladimir Putin đã có chuyến thăm không báo trước tới trụ sở quân khu miền Nam Nga, cơ quan đang giám sát chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Đài RT dẫn lời thư ký báo chí điện Kremlin Dmitry Peskov sáng sớm nay mùng 10 tháng 11 cho biết, ông Putin đã dừng chân ở Rostov-on-Don, thuộc vùng Rostov, phía Nam Nga trên đường trở về Moscow sau chuyến thăm Kazakhstan. Theo ông Peskov, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov đã tháp tùng ông Putin đi kiểm tra các mẫu thiết bị quân sự mới. Lãnh đạo Điện Kremlin đã có cuộc họp kín với các quan chức quốc phòng và chỉ huy quân đội hàng đầu khác tại trụ sở quân khu miền Nam và nghe báo cáo về diễn tiến của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nhiều hãng thông tấn Nga đã đăng tải đoạn video quay cảnh ông Putin đang xuống máy bay và đến thăm tổng hành dinh chỉ huy chiến dịch ở Rostov-on-Don trước sự chào đón của ông Shoigu và ông Gerasimov. Vùng Rostov giáp với khu vực tiền tuyến Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine, khu vực này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của các lực lượng Kiev trong những tháng gần đây. Chuyến thăm và làm việc gần đây nhất của ông Putin tại tổng hành dinh quân khu ở rostov on don diễn ra vào tháng trước. Động thái diễn ra giữa lúc Moscow và đánh giá chiến dịch phản kích của quân Ukraine đã thất bại. Ngay cả tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Chaluny, hiện cũng thừa nhận Kiev khó có khả năng đạt được đột phá trong những nỗ lực này. Giới chức Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 90.000 binh sĩ cùng nhiều khí tài trong chiến dịch phản công bắt đầu từ tháng 6. ép không lên tiếng bình luận về số liệu này. Binh sĩ Ukraine thừa nhận Nga chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến UAV. Các binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến cho rằng lợi thế ban đầu của họ về UAV với Nga đang suy giảm đáng kể khi Moscow dồn nguồn lực để phát triển đội máy bay không người lái mạnh mẽ và hùng hậu. Reuters đưa tin những binh sĩ điều khiển phi đội máy bay không người lái tấn công nhỏ giá rẻ của Ukraine đang bày tỏ lo ngại rằng mặc dù họ đi tiên phong trong việc sử dụng chúng, nhưng giờ đây họ đang bị Nga vượt mặt khi Moscow tăng cường đầu tư tiền và nguồn lực vào lĩnh vực UAV. Việc sử dụng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, FPV, là một trong những chiến lược chi phí thấp và thành công nhất mà Ukraine đã sử dụng để đối phó Nga, nước láng giềng giàu có và có tiềm lực quân sự vượt trội. Tuy nhiên, trong cuộc chiến gần 21 tháng này, Nga cũng không ngồi yên khi họ cũng dồn lực phát triển đội UAV giá rẻ mang thuốc nổ để tấn công đối phương. Mỗi tuần, cả hai nước đều đăng video ghi lại hình ảnh UAV FPV trị giá vài nghìn đô, lao thẳng vào xe tăng, hệ thống radar trị giá hàng triệu đô của bên còn lại. Tại một cánh đồng ở khu vực Bắc Mớt, các binh sĩ điều khiển UAV thuộc lữ đoàn tấn công dù số 80 của Ukraine đang chiếm thế thượng phong, nhờ nguồn cung UAV dồi dào và đầu tư mạnh vào phát triển các vũ khí này. KOMRAT, một chỉ huy trung đội máy bay không người lái 34 tuổi cho biết, UAV của họ luôn bay trên không, cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi có thể thấy họ đã triển khai sản xuất, hàng loạt máy bay không người lái để trinh sát, giám sát và tấn công. Mặc dù khó có thể đánh giá chính xác ưu thế về số lượng của Nga trong lĩnh vực FPV, nhưng Kovrat ước tính con số này cao gấp đôi so với những gì Ukraine có ở Bắc Mớt. Anh nói máy bay không người lái là nhân tố thay đổi cuộc chơi trong cuộc chiến này. Nếu chúng ta thất thế trong lĩnh vực này, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn. Kovrat cho biết đơn vị của anh có thể thực hiện tối đa 40 nhiệm vụ tấn công mỗi ngày, nhưng con số này thường thấp hơn nhiều do thiếu máy bay không người lái. Quân nhân Truy Hắc, một cựu giám đốc kinh doanh 57 tuổi cho biết, đôi khi Ukraine có thể tìm được 10 mục tiêu nhưng chỉ có 2 đến 3 UAV để tấn công. Vì vậy chúng tôi có thể tập kích 2 đến 3 mục tiêu vì chúng tôi không có vũ khí để tấn công. Ông nói, Nga đã tăng cường sản xuất máy bay không người lái FPV trong năm nay. Một doanh nghiệp quốc phòng thuộc sở hữu nhà nước của Nga đã công bố vào tháng 5 này rằng họ có kế hoạch bắt đầu sản xuất tới 3.000 thiết bị mỗi tháng. Samuel Bendet, chuyên gia của Trung tâm An ninh Mỹ mới, cho biết Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất UAV-FPV thông qua cả khu vực tư nhân và nhà nước. Nga dự kiến sẽ tăng năng lực sản xuất vào năm sau. Trong khi đó, phần lớn nguồn lực UAV FPV giá rẻ của Ukraine đến từ các tổ chức dân sự và tiền quyên góp của cá nhân để mua về. Ukraine đang nỗ lực trong việc tăng cường sản xuất UAV. Bộ trưởng Kỹ thuật số Ukraine Mikhail Fedorov nói với Reuters vào tháng 9 rằng Kiev đã tăng tổng sản lượng máy bay không người lái lên tới hơn 100 lần vào năm 2023. Một bộ trưởng khác cho biết vào tháng 10 rằng Ukraine sẽ sản xuất hàng chục nghìn máy bay không người lái mỗi tháng vào cuối năm nay. Vì sao Ukraine chỉ tấn công tàu chiến Nga đang neo đậu ở cảng? Để tấn công các tàu đang neo đậu hoặc đang ở trong ụ tàu, tên lửa Storm Shadow là một vũ khí thích hợp. Tuy nhiên, việc khóa vào một con tàu trên biển trong khi mục tiêu có thể thay đổi hướng đi bất cứ lúc nào sẽ là một thách thức. Theo Defense Express, mặc dù có những hạn chế nhất định, nhưng tên lửa Storm Shadow đã trở thành vũ khí chống hạm hiện đại nhất trong kho vũ khí của quân đội Ukraine, hiệu quả vượt xa cả tên lửa Neptune và Harpoon. Bức tranh có thể thay đổi nếu Ukraine nhận được tên lửa 158C LRASM. Ukraine đã gây hư hại cho con tàu thứ ba của Liên bang Nga ở trong ụ tàu vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Hai mục tiêu đầu tiên là tàu đổ bộ Minsk và tàu ngầm rostov don ở Sevastopol và mục tiêu mới nhất là tàu hộ vệ tên lửa Askor ở Kesk. Cả ba cuộc tấn công đều nhắm vào các tàu không chỉ đang neo đậu mà còn đang được sửa chữa và bảo trì tại các cơ sở đóng tàu ở bán đảo Crimea. Ngoài các tàu phá hủy khi đang neo đậu, Ukraine từng tuyên bố đã tấn công tàu tuần dương tên lửa Moskva và tàu kéo Vasily của hạm đội biển Đen của Nga ở ngoài khơi bằng tên lửa chống hạm Neptune và Harpoon. Tuy nhiên, Nga nói rằng tuần dương hạm Moskva bị thiệt hại nghiêm trọng do hậu quả của vụ cháy dẫn tới nổ kho đạn. Về mặt thống kê, Storm Shadow trở thành vũ khí chống hạm hiệu quả nhất được lực lượng Ukraine sử dụng. Điều này đặt ra câu hỏi, Storm Shadow có thể đánh trúng ba tàu chiến của Nga, vậy thì sao không sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu trên biển? Lý do nằm ở bản chất của Storm Shadow, nó không phải là vũ khí lý tưởng để nhắm mục tiêu vào các con tàu. Tên lửa hành trình này được thiết kế để tấn công các vật thể cố định và được bảo vệ. Tên lửa dựa vào vệ tinh, dẫn đường quán tính và trực cầm để dẫn hướng. Chỉ trong giai đoạn cuối của hành trình bay, nó mới kích hoạt đầu dò nhiệt để nhắm mục tiêu chính xác. Tất cả thông tin liên quan đến lộ trình và mục tiêu đều được tải sẵn vào tên lửa từ khi nó còn ở trên mặt đất. Để tấn công các tàu đang neo đậu hoặc đang ở trong ụ tàu, Storm Shadow là một vũ khí thích hợp. Tuy nhiên, việc khóa vào một con tàu trên biển trong khi mục tiêu có thể thay đổi hướng đi bất cứ lúc nào sẽ là một thách thức. Đó là lý do vì sao để tấn công tàu Nga ở trên biển, ngoài tầm bắn của các hệ thống ven bờ, cần phải có tên lửa chống hạm chuyên dụng. Những tên lửa này phải tự động tìm kiếm mục tiêu trong khu vực rộng hơn và có khả năng nhận thông tin cập nhật từ máy bay để cung cấp thông tin cập nhật về nhiệm vụ. Các thông tin cập nhật có thể bao gồm việc điều chỉnh phương hướng và khoảng cách tới mục tiêu, giống như trong các phiên bản đầu tiên của tên lửa chống hạm Exocet do Pháp thiết kế thay đổi toàn bộ lộ trình và các dấu hiệu mục tiêu ưu tiên như trong các tên lửa hiện đại. Có những trường hợp vũ khí chống hạm hiện đại không cần liên lạc trực tiếp giữa máy bay và tên lửa. Ví dụ tên lửa AGM-158C LRASM của Mỹ với tầm bắn khoảng 900 km tiến hành tìm kiếm mục tiêu độc lập trong một khu vực rộng lớn bằng cách sử dụng radar thụ động và cơ động chủ động. Nó giao tiếp với các LRASM khác được phóng đồng thời, trao đổi thông tin với chúng và cuối cùng sử dụng đầu dẫn nhiệt ở giai đoạn cuối các LRASM AGM 158C thực hiện kiểu săn theo bầy, hỗ trợ lẫn nhau trong việc tìm kiếm mục tiêu, phân phối chúng và xác định quỹ đạo xâm nhập tối ưu trước khi tung ra các cuộc tấn công phối hợp. Những tên lửa này có thể được phóng từ máy bay chiến thuật như FA-18, thậm chí còn có dự án tích hợp LRASM và M142 HIMARS cho phép phóng từ mặt đất, do đó sẽ không có vấn đề gì khi tích hợp nó vào kho vũ khí của máy bay tấn công Su-24M tầm bắn 900 km là đủ để nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu chiến nào của Nga ở Biển Đen từ các vị trí hiện do Ukraine nắm giữ. Tuy nhiên, Mỹ hiện vẫn chưa sử dụng tên lửa AGM-158C LRASM trong chiến đấu thực tế và việc chuyển chúng cho các quốc gia khác càng chưa được bàn đến. Hành trình gia nhập EU của Ukraine, chặng đường còn nhiều gập ghềnh. Sau khi con đường vào NATO có vẻ không mấy thanh thang, thì EU chính là điểm đến của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 7 tháng 11 cho biết, nước này sắp hoàn tất mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh châu Âu EU. Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra một ngày trước thời điểm Ủy ban châu Âu EC công bố báo cáo về tiến trình gia nhập EU của quốc gia ứng viên Ukraine. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh EU vào tháng 12. Trong đó, cơ quan điều hành của khối phải chuẩn bị một báo cáo về tiến trình của Ukraine trên 7 lĩnh vực cải cách vào thời điểm đó, Cùng với đó, tài liệu này cũng sẽ đánh giá những tiến bộ đạt được của Moldova và Georgia trong quá trình xin gia nhập EU. Những hành động này của Tổng thống Zelensky được cho là chết đuối vớ phải cọc nếu thành công gia nhập tổ chức này, bởi vì khi kết nạp làm thành viên EU thì những khoản hỗ trợ sẽ càng được hợp pháp hóa và củng cố bởi 27 quốc gia. Trong chuyến thăm thủ đô Ukraine vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Nước này đã đáp ứng hơn 90% yêu cầu để bắt đầu đàm phán thành viên EU chính thức. Bà nói thêm rằng, tham nhũng và quyền của người dân tộc thiểu số tại Ukraine nằm trong số những lĩnh vực cần phải bàn lại trong thời gian tới. Cùng với đó, bà von der Leyen nhấn mạnh quá trình gia nhập EU hoàn toàn dựa trên tiến bộ thực tế và Ukraine không nên mong đợi bất kỳ lối tắt nào trên con đường trở thành thành viên chính thức EU. Người tiền nhiệm của bà von der Leyen, ông Jens Klaus Jansker, người lập luận rằng quốc gia Đông Âu này quá tham nhũng nên khó để có thể sớm gia nhập EU. Cùng thời điểm đó, Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Ross nhấn mạnh việc ấn định thời hạn cụ thể cho việc mở rộng EU là không khôn ngoan sau khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cho biết ông muốn thấy Kiev gia nhập EU vào năm 2030 quyết định khởi động các cuộc đàm phán gia nhập EU với Ukraine sẽ cần có sự đồng ý nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Hungary đã nhiều lần bày tỏ sự quan ngại về tư cách thành viên tiềm năng của Kiev. Theo Ngoại trưởng nước này, Peter Siato, Budapest sẽ chặn các cuộc đàm phán gia nhập EU của Ukraine, chừng nào Kiev tiếp tục phân biệt đối xử với người dân tộc Hungary thiểu số ở phía tây nước này. Theo ông Viktor Orbán, Hungary luôn ủng hộ Ukraine đã xích lại gần EU, nhưng luật ngôn ngữ của Ukraine đã thay đổi mọi thứ. Quan điểm của Hungary rất rõ ràng, chừng nào luật này còn tồn tại thì không thể có cuộc thảo luận nào với người Ukraine về việc họ hội nhập EU. Chúng tôi sẽ cố gắng ngăn chặn cho đến khi vấn đề được giải quyết. Hai quốc gia đã bất đồng về quyền của dân tộc thiểu số người Hungary kể từ năm 2017, khi quốc hội Ukraine thông qua luật cấp quy chế đặc biệt cho tiếng Ukraine. Theo luật này, toàn bộ công dân trên lãnh thổ Ukraine phải biết ngôn ngữ quốc gia là tiếng Ukraine. Đồng thời, đây là ngôn ngữ bắt buộc phải sử dụng đối với người lao động trong khu vực nhà nước như giới viên chức, quân nhân, bác sĩ, giáo viên. Đạo luật ngôn ngữ cũng yêu cầu các đài truyền hình và xưởng phim phải đảm bảo 90% nội dung sản phẩm bằng tiếng Ukraine, trong khi tỷ lệ này đối với các sản phẩm in ấn và sách báo ít nhất là 50%. Tuy nhiên, Hungary cho rằng luật này đã ảnh hưởng đến quyền của cộng đồng người dân tộc thiểu số Hungary ở Transcarpathia, tỉnh nằm ở phía tây nam Ukraine. Giới chức cho biết có khoảng 100 trường học Hungary ở Ukraine phải đóng cửa sau khi đạo luật được thông qua. Ước tính có khoảng 156.000 người dân tộc Hungary sống ở Ukraine, hầu hết tập trung ở vùng Transcarpathia. Tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Siato tuyên bố rằng nếu Ukraine không tôn trọng quyền của các dân tộc thiểu số, Budapest có thể không ủng hộ việc nước này gia nhập EU và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong tương lai. Có thể thấy hiện tại Tổng thống Zelensky đang rơi vào bế tắc trong cuộc chiến với Nga. Các gói viện trợ cũng đang rất nhỏ giọt. Chính vì thế mà nắm được bất kể cơ hội gì thì ông ấy sẽ nhanh chóng nắm lấy. Vì vậy trong hoàn cảnh này, ông Zelensky viết đơn xin gia nhập EU cũng là điều dễ hiểu việc gia nhập EU sẽ mang đến nhiều lợi ích cho Ukraine. Đầu tiên trở thành thành viên EU có ý nghĩa quan trọng đối với các cuộc đàm phán trong tương lai giữa Ukraine và Nga nhằm chấm dứt xung đột, vì các nước thành viên EU bị ràng buộc bằng hiệp ước phòng thủ chung. Yêu cầu các nước thành viên khác giúp đỡ nếu một nước đối mặt với hành động tấn công vũ trang trên lãnh thổ của mình. Điều này rất cần thiết cho Ukraine ở thời điểm hiện tại. Thứ hai, khi Ukraine là thành viên EU, thì Nga trên lý thuyết phải đối mặt với lực lượng từ Đức, Pháp và các nước khác trong khối. Cho đến nay thì Ukraine trên giấy tờ vẫn là quốc gia trung lập nằm ngoài cả EU và NATO. Thứ ba, gia nhập EU cũng mang lại lợi ích cho nền kinh tế Ukraine và giúp Kiev có thêm những lợi ích bổ sung khác như tự do đi lại trong toàn khối và một loạt những đặc quyền được cấp riêng cho công dân EU về phía Nga, nước này cho rằng Ukraine gia nhập EU không đặt ra mối đe dọa nào cho nước này vì EU không phải là liên minh quân sự